Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tất Trần TV. Các bạn thân mến, thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại toàn bộ buổi họp báo cho các bạn xem. Cái title mà mình để chắc chắn là sẽ gây tò mò cho các bạn, bởi bên phía Ả Rập Xê Út, những phóng viên, cả những người ban tổ chức của sân, thật sự đã, mình phải nói dùng một từ là đã coi thường đội tuyển của chúng ta, coi thường phóng viên của chúng ta. Và đây các bạn thấy là hình ảnh thầy Park cùng Quế Ngọc Hải đã đến sớm và đang đứng chờ một người nhân viên để có thể hỗ trợ một vị trí để ngồi. Các bạn thân mến, và thầy Park đang ngóng chờ xem ai là người tiếp chúng tôi đây, ai là người sẽ tiếp chúng tôi đây, khi mà cả hai đã đến sớm mà thậm chí còn không có phòng chờ. Đây là một sân vận động rất rộng nhưng không có một phòng chờ. Vâng, các bạn thấy cử chỉ của thầy Park đó chính là ok, tôi đứng đây cũng được, nhưng mà bây giờ là thời gian đã điểm rồi, các bạn phải tổ chức buổi họp báo, các bạn phải bắt đầu. Và các bạn thấy là một khung cảnh rất nhốn nháo, tất cả những người làm nhiệm vụ loạn hết cả lên ở đây. Thật sự là bản thân mình thì cũng, mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là mình chỉ có mình và Tuyền thôi đến với lần tác nghiệp này. Và thực sự là hai anh em đã phải chia nhau ra, một người đứng ngồi ở trên, một người ngồi ở dưới, và không nhận được một sự hỗ trợ nào của những cái người ban tổ chức ở đây về cái điều kiện tác nghiệp một cách tốt nhất cả. Đầu tiên thì wifi của chúng mình, thật sự là mãi về sau mình mới có wifi. Thứ hai là các bạn có thể tua lại, các bạn thấy là Quế Ngọc Hải phải tự tay cầm một chiếc áo tự nhiên treo lên ghế Quế Ngọc Hải để cầm ra. Các bạn thấy là đây là đoạn mà mình đang tua rất nhanh để các bạn thấy cả thầy Park lẫn Quế Ngọc Hải phải ngồi cực kỳ lâu. Và như thường lệ thì các bạn thấy là thầy Park đều mang một tờ giấy nào đó cầm đến để chuẩn bị cho buổi họp báo. Vâng, rất lâu, rất lâu. Họ vẫn còn đang làm chuẩn bị tất cả những thứ trong phòng họp báo này, và họ còn không mang nước cho cả thầy Park lẫn Quế Ngọc Hải. Các bạn thấy, anh Lê Khoa cũng đã bắt đầu đến. Đây thật sự với các bạn là mình cảm nhận rằng họ coi thường đội bóng của chúng ta. Lý do tại sao các bạn cùng xem tiếp. Giờ đã điểm, giờ chỉ còn 2 phút nữa đã điểm. Tất cả các phóng viên gần như đã có mặt rồi, nhưng không diễn ra một buổi báo. Họ bắt chúng ta phải chờ đợi việc xử lý về mặt kỹ thuật. Tất cả đội tuyển của chúng ta phải chờ đợi. Đây là một sự ức chế, mình nghĩ rằng là thầy Park cũng rất ức chế. Các bạn thấy là bây giờ vẫn còn chưa có nước. Và các bạn thấy một sự lộn xộn, rất nhiều người đi lại. Bản thân mình đã từng tham dự rất nhiều buổi họp báo, nhưng đây là một cảm giác thật sự bọn mình không được tôn trọng. Các bạn thấy tiếp tục, thời gian đã trôi đi rất lâu. Vâng, rất sốt ruột đúng không ạ? Đồng ý là họ đã tiếp đón chúng ta một cách rất tuyệt vời. Từ khi chúng ta còn ở Doha Qatar, họ đã cử phi cơ đến để đón. Nhưng bắt đầu bước vào cuộc chiến thực sự, cuộc chiến họp báo, cuộc chiến làm quen sân, thì cái sự không tôn trọng chúng ta được thể hiện cực kỳ rõ. Đây là những chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mình khẳng định với các bạn, mình đã tham dự rất nhiều buổi họp báo, và đây là một, mình chưa bao giờ thấy thầy Park phải chờ đợi lâu như thế này. Vâng, thầy Park đang ra dấu hiệu xin nước. Không có nước. Và đây các bạn, mình đang quay cho các bạn thấy là rất đông những phóng viên của các tiểu vương quốc, xin lỗi các bạn, là Ả Rập Xê Út. Và chỉ có mình đứng ở góc, và bên trên là Tuyền thôi. Chỉ có 2 phóng viên của Việt Nam. Thật sự là đây là một cảm giác ức chế, khó chịu. Các bạn thấy vẫn chưa diễn ra, họ vẫn đang chuẩn bị về mặt kỹ thuật. Rất sốt ruột, thầy Park thì liên tục xem đồng hồ. Quế Ngọc Hải, anh Huy Khoa cũng vậy, rất sốt ruột. Nếu các bạn ngồi trong không khí của buổi họp báo này, các bạn sẽ cảm nhận giống như mình. Chúng ta đang không thật sự được họ gọi là tạo một cái điều kiện thoải mái khi bắt đầu đặt chân đến cuộc chiến thực sự, cuộc chiến đầu tiên
là màn gọi là khẩu chiến. Người ta hay gọi những cuộc đấu đỉnh cao sẽ có những màn khẩu chiến. Vâng, cuối cùng thì nước cũng đã đến. Rất lâu. Nước cũng đã đến. Sao thật đấy. Rồi. Bắt đầu rồi. Ở trong cái video buổi họp báo này thì mình sẽ gần như quay toàn bộ đầy đủ. Mình biết là sẽ có những người rất thích xem toàn bộ buổi họp báo, rồi cả có cả những người Hàn Quốc cũng muốn xem nữa. Đâm ra mình sẽ để những cái tiếng Hàn Quốc nữa, tiếng Ả Rập Xê Út, nếu những ai mà gọi là thích nghe tiếng Ả Rập Xê Út. Và với những ai mà chịu khó lắng nghe xem hết video thì các bạn sẽ hiểu hơn rất nhiều về tổng thể của buổi họp báo. Mình sẽ quay cho các bạn xem đó, và chắc chắn là các bạn sẽ được nghe những phát biểu rất hay của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là Quế Ngọc Hải. Và các bạn thấy là đây, đi tiếng điện thoại vẫn có, tiếng điện thoại vẫn còn đang kêu ở trong phòng họp báo. Thế Park là người trả lời đầu tiên. 우리 베트남은 지금 최종 예선에 처음으로 진출했습니다. 또 이 처음으로 진출한 이 첫 경기가 또 사우디입니다. 또 그것도 원정 경기입니다. 우리 팀으로서는 이 사우디 팀에 대해서 또 원정 경기이기 때문에 많은 압박을 받을 것이고 또 그 압박을 우리 선수들이 과연 훌륭하게 다 대처해 주길 바랍니다. 또 월드컵은 첫 진출이지만 뭐 아시안컵이나 뭐 아시안게임 이런 걸 통해서 우리도 중동에 있는 많은 나라들과 이 선수들이 게임을 해먹고 경기 있기 때문에 우리는 또 내일 경기 최선을 다할 것입니다. 또 특이한 것은 내일이 우리 베트남의 큰 국경일입니다. 그래서 그 국경일에 또 국민들한테 기쁨을 주기 위해서 우리 선수들은 최선을 다할 것입니다. Đây là lần đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam chúng tôi là lọt vào cái vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup. Ngày mai là cái trận đấu đầu tiên, và cũng lại là cái đối thủ của chúng ta thì là đội Saudi Ả Rập, và lại là sân khách. Do là thi đấu ở nhiều sân khách cho nên là rõ ràng cầu thủ của chúng tôi, đội tuyển chúng tôi cũng có một số các áp lực. Tôi tin rằng là các cầu thủ của chúng tôi sẽ khắc phục tốt, khắc phục một cách khôn khéo, thông minh các cái khó khăn đó để thi đấu vào trận ngày mai. Tuy đây là lần đầu tiên đội tuyển chúng tôi lọt vòng cuối cùng vòng loại World Cup, nhưng mà các cầu thủ chúng tôi đã có cái kinh nghiệm. Trước đó chúng tôi đã từng thi đấu ở Asian Game, Asian Cup, cho nên chúng tôi cũng đã có cái kinh nghiệm để thi đấu các đội Trung Đông. Tôi hy vọng ngày mai các cầu thủ sẽ thi đấu tốt. Đặc biệt, ngày mai là ngày quốc khánh của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng là các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức để mang lại cái niềm vui cho người dân Việt Nam. Các bạn thân mến, là buổi họp báo này thì sẽ phải dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Thầy Park là người nói tiếng Hàn Quốc thì anh Lê Huy Khoa sẽ phải dịch cái tiếng Hàn Quốc đó bằng tiếng Việt. Đây là buổi họp báo quốc tế và sẽ có cả phóng viên Việt Nam, đó là chính là mình cũng như là Tuyền. Sau đó thì tiếng Việt sẽ được một trợ lý nữa của đội tuyển Việt Nam dịch thành tiếng Anh, và tiếng Anh thì lại được cái người gọi là MC của buổi họp báo dịch thành tiếng Ả Rập Xê Út. Rất lằng ngoằng, tính ra nó có 4 thứ tiếng ở đây. Chính vì thế mà mỗi một câu trả lời sẽ mất rất nhiều thời gian để phiên dịch các bạn nhé. Mình sẽ để toàn bộ để các bạn theo dõi, và nếu các bạn không muốn nghe cái tiếng nọ thì tiếng kia thì các bạn có thể tua, tùy các bạn, mình sẽ để đó. Và bây giờ mời các bạn hãy cùng theo dõi. The West Asia country, so I think they can do a good job for tomorrow. And especially tomorrow games, is our independent day, so I hope that our players will play with their 100%. ذكر المدرب انه هذه المره الاولى اللي تاهلوا فيها للتصفيات النهائيه لكاس العالم. ذكر ايضا هنا انه في ضغط، يلعبون تحت ضغط، خصوصا انه المباراه خارج ارضهم،
وذكر أيضا أنه المدرب الضغط هذا اللي يوقعهم تحت هذا السبب أنه طبعا ضد المنتخب السعودي في أراضيهم، ولكن أنه على ثقة يعني بلاعبيه أنهم سوف يؤدون كل ما لديهم بنسبة 100%. أيضا ذكر بأنهم هم يمتلكون الخبرة في البطولة الآسيوية بملاقاتهم الفرق اللي هو من غرب آسيا. Thank you. The same question would be asked for the player. How is what is your opinion, personal opinion about the match, or what is your preparation for the match tomorrow? Câu hỏi dành cho Hải là anh đã chuẩn bị và đồng đội đã chuẩn bị cho trận đấu ngày mai như thế nào? Chúng tôi cảm thấy vô cùng háo hức khi ngày mai là trận đấu đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi lọt vào vòng loại thứ ba. Chắc chắn là với một đối thủ như Saudi Arabia là một đối thủ rất là mạnh và là một đội bóng hàng đầu của châu Á. Chắc chắn là chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã có được sự chuẩn bị tốt và đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Toàn đội sẽ thể hiện được tinh thần Việt Nam và sẽ làm hết mình và cố gắng chiến đấu hết mình để có thể mang đến niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Yes, we really expected for tomorrow game because this is the first time we qualify for the final round of the World Cup qualify, and Saudi Arabia is really a strong team in Asia. But and I think that of course we must face too many difficulties for tomorrow game. But our team and all the player is ready for tomorrow game, and we hope that we will have a good achievement. أيضا عازم اللاعب عازمين هم اللاعب أيضا من دورهم أنهم يقوموا بدورهم، كما ذكر أنهم أيضا هذه المرة الأولى اللي تأهلون فيها التصفيات النهائية. ذكر أيضا أن المنتخب السعودي منتخب قوي لا يستهان به، وكلهم ثقة وعزم على أن يحققوا نتيجة إيجابية. نبدأ الآن طرح أسئلتكم، نأخذ أول سؤال. محمود تفضل. أيه عندك حسام محمود برنامج مرحبا بك بالوكالة السعودية. المرة الأولى تهنوا التصفيات، سبق وأن تلاقى المنتخب السعودي في 2001 و2002 ذهابا انتهت بأربعة وإيابا بخمسة، وكذلك 2002 ذهابا بأربعة وإيابا بخمسة. اليوم كيف يقابل المنتخب السعودي وهو في يعني تركت أهداف كثيرة وخسائر كثيرة، المنتخب السعودي رغم أنها يعني مواجهتين فقط؟ جميل، يعطيك العافية. The journalist here asking about the last opponent or last competition between last match between Saudis and Vietnam, it was in a huge result, 4-0 and 5-0 in 2001. How is your attitude for tomorrow, or how is the pressure for the doing the match for tomorrow? Trong quá khứ và lần gần đây nhất vào năm 2001 thì đội Việt Nam đã thua cách biệt với Saudi trong trận đấu 4-0 và 5-0. Thì đội Việt Nam sẽ hướng đến trận đấu ngày mai như thế nào để thay đổi lịch sử này? It's a question for the head coach. For the coach. Coach. 최근에 결과를 보면 2001년도에 최근의 결과를 보면 베트남 팀이 사우디한테 4대 0과 5대 0으로 진 적이 있었어요. 2001년대? 2001년도. 굉장히 오래된 증거이지만 그런 거를 보면 어떻게 생각하시고, 그리고 이런 거를 좀 베트남 팀으로서는 어떻게 준비하는지. 2001년도면 20년이 넘은 이야기를 지금 와서 이야기하면 내가 무슨 답변을 하겠습니까? 그거는 뭐 내가 부임할 때도 아니고 그 이야기는 제가 여기서 논의할 생각도 없고, 다 분명한 것은 2001년과 지금은 달라져 있다 생각하고 있고, 그 질문에는 내가 답변하는 게 옳지 않다고 생각하고 있습니다. Như vậy là năm, nếu mà nói rằng là cái kết quả đó là từ năm 2001, tức là cách đây nó gần 20 năm rồi, thì chúng ta nghĩ rằng là nó cũng đã quá lâu rồi. Thời gian đó thì là cái thời gian tôi cũng chưa được bổ nhiệm. Tôi nghĩ là tôi cũng không trả lời, tôi cũng không nên trả lời cái câu hỏi này. Nhưng mà tôi chỉ nói chắc chắn rằng là năm đó và năm nay chắc chắn sẽ khác nhau.
Actually, as you mentioned, this is long time ago, the result. And that moment, also I'm not a head coach. I don't want to answer the question, but I think tomorrow will be different. نعم. إجابة السؤال أيضا هنا باختصار يقول إنه هذا كان منذ وقت مضى طويل ولم أكن أنا المدرب للفريق لكن إجابتي سوف تكون في مباراة الغد. نأخذ سؤال ثاني تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم. حياك الله. سؤال للمدرب. هل يملك لاعبين محترفين في خارج فيتنام؟ وش ممكن يقدم معلومات عن فريق يعني ما نعرف أي شيء؟ جميل. The question for the coach: Do you have professional players outside the league? And how would they represent themselves tomorrow? Especially, they have ambiguous. The view is not clear for some. Tactic and players. The view not clear. Not a clear view. They don't have enough information as a journalist. So the question is, you mean us? Do we have any professional players play outside of the Vietnam League? Exactly. Yes. And the second question is, or the second part, the ambiguity. The view is not clear about the league and how is the tactic for the Vietnam team tomorrow. Đầu tiên thì câu hỏi là thứ nhất là đội chúng ta có cầu thủ chơi ở nước ngoài không? Câu hỏi thứ hai là cái tình hình của chiến thuật của chúng ta trong trận đấu là như thế nào? Chúng ta có thêm nhé, với cuộc sở tiên xuân sụ, với cuộc hai mươi lúc sở tiên xuân sụ thì chỉ có được con nào hay 그 어떻게 준비를 하는지 뭐 전략자들이라든지 그런 거를 좀 뭐 해외에서 국내에서 뛰는 거는 인터넷 찾아보면 금세 나옵니다. 그거는 뭐 인터넷으로 금세 해보시고 내일은 선두에도 맞았지 앞에서 본론에서 말했다시피 사우디 팀이 홈구장이고 또 우리가 6번 시드를 받았기 때문에 꼭 승점을 3점을 확보하는 게 사우디의 목표라고 생각하고 있습니다. 그래서 뭐 강력하게 처음서부터 우리를 심하게 몰아붙일 것이라 생각하는데 우리는 그렇게 압박해 오는 부분을 어떻게 잘 대처하고 거기에 놓는 부분을 또 우리가 어떻게 공략하는 것이 내 초점이라고 생각하고 있습니다. 그 통신 và cái cầu thủ thi đấu ở cái giải vô địch giải chuyên nghiệp ở nước ngoài thì tôi nghĩ là những cái thông hay là ở trong nước thì tôi nghĩ những thông tin này thì các anh cũng có thể tìm trên internet, thông tin cũng khá là nhiều. Còn về cái việc chuẩn bị các cái sơ đồ cũng như là các định hình cho cái trận đấu ngày mai thì tôi nghĩ rằng là ngày mai là cái trận đấu của sân khách. Trong khi chúng tôi thì lại được hiện nay thì chúng tôi được bố trí là cái hạt giống số 6, hạng 6 của giải. Tôi nghĩ rằng là đội Saudi cũng rất là mong muốn tìm được 3 điểm trong cái trận đấu ngày mai. Và có thể là họ sẽ gây áp lực ngay từ đầu cho đội tuyển chúng tôi. Nhiệm vụ chúng tôi đó là làm thế nào tìm cách khắc phục, thoát được những cái áp lực ngay từ đầu của họ để tấn công. I think for the player information, we have. Và đây là khoảnh khắc cuối cùng các bạn ạ. Đây là lúc mà mình giơ tay xin được phát biểu và các bạn hãy cùng. Thực ra là không có một ai trong khán phòng này cho mình cơ hội được trả lời, được phỏng vấn cả. Duy chỉ có thầy Park là có hành động cử chỉ để cho mình một cơ hội. Và mình đã dơ rất nhiều lần rồi. Và đây các bạn hãy cùng quan sát nhé. Quan sát cử chỉ của thầy Park. فيما يخص تكتيكهم أو طريقة لعبهم الضغط راح يكون بطريقة أكثر الضغط أكبر راح يكون عن طريق المنتخب السعودي. في المعلومات يقول لك هذه ممكن تتوصلوا لها عن طريق الانترنت. Now, sorry, we have last question. Last question. تفضل. Câu hỏi cuối cùng và thầy Bắc đã ra dấu hiệu cho mình một cơ hội rất may. Nhưng các bạn thấy là ở đây thì phải di chuyển lên bên phía trên và mình đã phải để cái máy lại
mình phải di chuyển lên phía trên và cầm cái mic đó. Và bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe câu hỏi của mình. Em xin hỏi thầy Park với cả Hải một câu chung, tức là đây là lần đầu tiên mà bọn em đi tham dự một cái giải đấu tầm cỡ quốc tế và lịch sử của bóng đá Việt Nam thế này. Thì phóng viên Việt Nam lúc này thì thực ra là bị áp đảo lần đầu tiên, áp đảo rất là lớn so với các phóng viên quốc tế. Thì bây giờ ở bên nước nhà thì người hâm mộ rất mong muốn là cả Hải lẫn cả thầy Park nói một câu gì đấy để cho người hâm mộ nước nhà thực sự là tự tin. Và bởi vì họ rất là lo lắng, họ rất là quan tâm đến chuyện này. Chứ chơi này như vậy này, không thể hơi kinh nghiệm gì mà chứ tham chỉ chờ tôi là trung ương bác gán ưu cổ. Cô thầy cũng này chơi tổ hình chờ ơn luôn ở bộ miền cũng này chờ phên chúc của phên tổ thánh chứ này ý kiến kia để hai cho mạng quán sinh cắt của chứ mắn. Tôi cực chắc là mạng hạ cổ xin mê tạng. Hốc sĩ chúng của phên tổ thánh an sinh kế hát sử tổ thánh hát mạ kế chúng tôi có thể được xin mê. Thế? 이경기에 대한 걱정, 지를까 봐 하는 걱정? 뭐 국민들의 베테랑 국민들의 축구 사랑과 관심 그런 부분 때문에 많은 기대를 하고 있고 또 있는 건 알고 있습니다. 뭐 또 원정 경기고 또 사우디는 사실상 뭐 전력도 지금 아시아에서는 정상급에 있는 팀입니다. 그 팀을 상대로 한다는 것은 뭐 어려운 경기지만 우리는 또 우리가 갖고 있는 베테랑 정신으로 또 내일 최선을 다해서 결과는 예측할 수 없지만 우리 선수들이 운동장에서 최선을 다하는 모습을 보여서 국민들한테 실망시키지 않는 그런 경기를 해주리라 저는 선수를 믿고 있습니다. Chúng tôi hiểu rõ rằng là cái tình yêu, cái sự quan tâm của người dân Việt Nam đối với bóng đá và họ cũng chờ đợi rất lớn của đội tuyển. Chúng ta cũng biết là ngày mai thì chúng ta sẽ đá sân khách. Đội Saudi á, thì về mặt chiến lược, chiến thuật, tôi nghĩ là họ là cái đội hàng đầu khu vực châu Á và chúng ta dự tính sẽ là một trận đấu khó. Nhưng đội tuyển chúng ta sẽ phát huy tinh thần Việt Nam, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức. Tất nhiên kết quả chúng ta chưa biết như thế nào, nhưng chúng tôi hy vọng, tôi tin tưởng rằng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức để không gây thất vọng cho người hâm mộ. Thực sự thì tiến vào vòng đấu này thì chắc chắn là tất cả các trận đấu đều rất là khó khăn. Và những đối thủ thì mọi người cũng đã quá biết rồi. Nhưng mà chắc chắn là các cầu thủ cũng như là toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và luôn luôn sẵn sàng để có thể chiến đấu với tinh thần cao nhất. Và kết quả thì thật khó để có thể nói một lời hứa với người hâm mộ, nhưng mà có một điều chắc chắn là toàn đội sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất và không làm người hâm mộ phải thất vọng. So the question for all coach and the players that can you say something to Vietnamese fans because they really expected for tomorrow games. The answer from the head coach is I know that many Vietnamese fans is really expected and also really hope that we have a good result, but actually it's not easy because Saudi is very strong teams. So we will try to our best and we try to find out the good result for tomorrow games. The answer from the players, really difficult for tomorrow games. But I think that we are ready and we will fighting 100% for tomorrow game. On those, we don't care about the result. السؤال كان هل من كلمة توجهها المدرب ولا اللاعب؟ هل من كلمة توجهها الجمهور الفيتنامي؟ الإجابة كانت من المدرب إنه راح بكرة إن شاء الله نعدكم بالظهور اللاعب بالرغم من إنه المنتخب السعودي منتخب قوي. أيضا اللاعب كان يقول إنه بكرة راح يكون هو يومنا الموعود. نشكركم على حسن استماعكم، نشكركم على إنصاتكم وحضوركم، شكرا للمدرب وشكرا للمساعد المدرب عفوا المترجم واللاعب. Thank you all. Thank you. مساحة فوق. لا.
Vâng, các bạn thân mến, như vậy là buổi họp báo của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc. Hy vọng là các bạn hãy cùng cảm nhận. Và bây giờ sẽ là buổi họp báo của phía Ả Rập Xê Út. Thì mình cũng xin được phép tóm tắt lại nhanh thôi, bởi vì để các bạn xem những cái này thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng không quái. Đầu tiên là cầu thủ thì họ sẽ nói, anh này nói như sau: chúng tôi sẽ làm cho khán giả hài lòng và hạnh phúc với trận mở màn vào chiến dịch ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng và lạc quan trước trận đấu này. Còn huấn luyện viên Renat thì nói rằng là đầu tiên tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam cũng là một đội tuyển khá mạnh trong khâu phòng ngự. Ông ấy nói rằng là cầu thủ số 3 chính là Quế Ngọc Hải đã là người có đẳng cấp cao hơn trước rất là nhiều. Tức là có thể là ông ấy quan sát Quế Ngọc Hải và bây giờ ông ấy đánh giá là Quế Ngọc Hải đã có khả năng gọi là tiến bộ hơn rất là nhiều. Bởi vì mình nhớ là huấn luyện viên Renat đã từng đến Việt Nam, chính vì thế mà có thể là ông ấy phát biểu về cái việc quan sát của Hải Quế. Điều quan trọng là chúng tôi duy trì được sức mạnh và làm cho cái tập thể này tốt hơn trước. Đối thủ mở màn của chúng tôi là đội bóng rất giỏi phòng ngự. Chúng tôi tập trung vào bản thân mình trước khi nghĩ đến Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ của bảng đấu này. Việt Nam là đối thủ chơi bóng rất kỷ luật. Chúng tôi phải hết sức cảnh giác trước họ. Đó sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng Ả Rập Xê Út sẵn sàng. Phóng viên cũng có hỏi là ông có giữ nguyên đội hình 11 người như trận trước hay không, hay là thay đổi cái vị trí ở cánh phải hoặc là thử nghiệm tiền đạo. Thì ông có nói rằng là tôi đã lên danh sách 11 người thi đấu ngày mai. Tôi tin vào sức mạnh của đội hình lần này. Tinh thần của tất cả của họ đều rất là tốt. Trận đấu trước gặp Singapore, tôi đã thay 5 cầu thủ trong đội xuất phát. Cầu thủ ngay cạnh tôi đây đã không thi đấu hồi tháng 6 nhưng bây giờ đã rất sẵn sàng rồi. Chúng tôi không may mắn khi mất một cầu thủ quan trọng, nhưng mà tôi tin là sẽ khỏa lấp sự vắng mặt của cầu thủ đó vào ngày mai. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến các cổ động viên: chúng tôi quyết tâm, tập trung, muốn cống hiến những gì tốt nhất trong hành trình tuyệt vời 2 năm vừa qua. Chúng tôi hiểu rõ các bạn đang kỳ vọng điều gì của đội chúng tôi. Các bạn thân mến, là đó là những cái dòng phát biểu của cơ bản mà mình gửi đến cho các bạn về Ả Rập Xê Út. Hy vọng là thông qua đây thì các bạn cũng hiểu hơn về một buổi họp báo quốc tế. Đây là khoảnh khắc lịch sử, lần đầu tiên mình được tác nghiệp cho nên mình rất là muốn ghi lại toàn bộ. Và hy vọng các bạn hãy cùng cảm nhận với mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video trên kênh Tết Trần TV. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông nhận được thông báo mỗi khi có clip mới. Và tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, cổ vũ đội tuyển Việt Nam, tạo nên một điều bất ngờ trước Ả Rập Xê Út.